Câu hỏi thứ 5, đó là nhiều bác hỏi em là có nên mua hàng va online ở trên mạng hay không? Thì em xin trả lời như sau. Hàng va là một sản phẩm tạm gọi là cao cấp, hướng đến những đối tượng khách hàng mà có điều kiện về kinh tế thì mới nên thực hiện chơi. Bởi vì hàng va thì giá trị của nó rất là cao. Đi vào thế giới hàng va thì chúng ta mới thấy đổ vào 5 đến 10 tỷ là nó chưa thấm vào đâu cả. Nó rất là bèo bọt, không đâu vào đâu cả. Còn nếu chúng ta siêu tầm lấy một cái key nhỏ bé của một cái sản phẩm cơ bản của cái thế giới này, ví dụ như là 5 cánh trắng Phú Thọ, là một sản phẩm mà có cái đây hơn 10 năm, thì đầu tư tầm khoảng độ 3 triệu cũng là một số tiền lớn rồi, để đảm bảo được cái thú chơi, cái sự đam mê. Tuy nhiên về thực tế thì không hẳn là đầu tư như vậy mà chắc chắn đâu các bạn. Hiện tại bây giờ rất nhiều những bác chơi lan cứ đinh ninh rằng là mình đã có cây 5 cánh trắng Phú Thọ trong tay rồi, nhưng cứ thử xem sau 2 đến 3 năm thì mới thấy từ một cái thú chơi tao nhã, tạo cái cảm hứng, sự thoải mái ở mỗi người lại trở nên một cái sự bực bội, mất niềm tin cũng chính từ cây cối cả. Cái gì mà nó có giá trị càng cao thì lại càng làm cho con người ta dễ điên đảo hơn. Thì em xin nói một chút để chúng ta cùng hiểu thêm. Có thể nội dung này hơi dài một chút, các bác thông cảm nhé. Gần đây thì các bác cũng biết ở trên thị trường thì nhiều khi mua hàng vá là anh em trong nhà, họ hàng với nhau, hàng xóm với nhau, rồi là thân hữu với nhau, mà đôi khi còn lừa gạt nhau, rồi đến những cái phi vụ phải đưa lên mạng, đưa lên công an để giải quyết, thì chúng ta mới thấy rằng là độ phức tạp của nó như thế nào. Đấy là những cái mối quan hệ, những người có quan hệ với nhau. Còn những người mà không quen biết nhau, chỉ là đặt cái niềm tin thôi, cái uy tín thôi, và chúng ta đến để mua những hàng va, thì liệu có đảm bảo hay không? Khi chúng ta mua một cái mầm nhỏ thì thường là 2 đến 3 năm thì chúng ta mới được nhìn thấy cây, nhìn thấy hoa. Mà nhiều khi chúng ta cứ nghĩ đó là cây lan quý cho nên không dám cho ra hoa, rồi thực hiện là nhân giống lại tiếp tục xuất đi. Ai cũng nghĩ rằng là đây là cái cây 5 cánh trắng Phú Thọ, nhưng cuối cùng lại là một hệ thống dây chuyền, một cái sự nhầm lẫn, và cuối cùng thì sau vài năm mới vỡ lẽ. Vấn đề này thì nó không phải có thể biết được luôn kết quả, nhưng mà sau này thì chúng ta mới thấy được. Thì từ đấy chúng ta mới tự trả lời cho bản thân mình là có nên mua hàng va ở trên mạng hay không, và có nhất thiết phải chơi hàng va hay không. Em xin nói thêm để cho các bác cùng nắm được. Những người mà kinh doanh hàng va là những người mà phải nói là có cái mức độ tài chính khủng khiếp. Tuy nhiên khủng khiếp ở mức độ nào thì đa phần, em nói đa phần, đều là phải vay mượn hết. Tại vì nếu như mà đầu tư khoảng độ 300 triệu để xây làm một cái chuồng cọp thì mình phải đầu tư tầm khoảng độ ít nhất là 20 tỷ để mình mua cây về để mình thực hiện, mình đầu tư. Chứ nếu mà khoảng độ 2 đến 3 tỷ đưa vào cái chuồng cọp tầm 300 triệu thì nó giống như muối bỏ bể thôi các bạn, nhìn không ra gì cả. Và để bán được hàng va thì người ta phải xây dựng những cái uy tín bằng cách là thường hay đi quay những hoặc là sell những cái vườn mà hết cây này đến cây kia đều nói lên cái giá trị tiền tỷ cả. Một cây nhỏ xíu thôi nhưng mà vài tỷ. Đã. Thì đa phần là dính đến cái vấn đề là vay mượn. Mà khi mà đã dính vào vấn đề vay mượn rồi thì đến thời hạn, đến chu kỳ, đến cái lúc mà chững lại một chút thôi thì dù là người tốt
đôi khi cũng dễ sa ngã lắm các bác. Đó, cho nên là chỗ này chúng ta cũng phải hết sức tỉnh táo, lưu ý là lựa chọn một cái cách chơi làm sao cho nó phù hợp. Mình chơi va cũng được, nhưng đấy là trường hợp có điều kiện. Và khi đã mua rồi thì đừng hỏi những câu ví dụ như là có đắt hay không, có rẻ hay không, cây này có đúng hay không. Tại khi chúng ta đã lựa chọn rồi thì chúng ta bỏ tiền của chúng ta ra mua mà. Có ai lúc bỏ tiền ra mua có khi nào hỏi đâu. Chẳng bao giờ hỏi có nên mua hay không. Nhưng khi vỡ lẽ rồi thì lúc đấy mới hỏi, rồi đăng lên tất cả những group mạng, tất cả mọi cái bóc phốt. Cái bóc phốt đấy có giải quyết được gì đâu, không giải quyết được gì cả. Cho nên hy vọng là các bác hiểu cái thú chơi hàng va nó là một cái đẳng cấp rất khác dành cho những người mà có dư tiền. Còn khi mà chúng ta chơi lan thì giữ cho mình một cái sự thanh thản, vui vẻ. Còn nếu như trong tâm mà xác định là chúng ta chơi lan rồi sau này chúng ta sẽ thực hiện kinh doanh lan từ những cái cây mà chúng ta đã đầu tư, thì cái này em khẳng định với các bác rủi ro cực kỳ cao. Bởi vì cây lan nó là một thú chơi, và thú chơi thì nó có thời điểm. Ví dụ như là chúng ta chơi những dòng đơn thuần vài trăm ngàn thì nó bình thường, chúng ta bỏ ra không cần vay mượn, ta chơi ta cảm thấy nó thích thú là được. Còn nếu mà chơi mà cứ có cảm giác là phải nhân giống để thực hiện bán, để lấy lại những gì mình đã đầu tư để rồi có lời, thì đến với cây lan thất bại thường là nhiều hơn đấy các bác. Để hy vọng cái gì, những nội dung gì mà em chia sẻ trong vấn đề này thì chúng ta phải suy nghĩ thêm để cùng nắm được, cùng suy ngẫm thì mới ra được vấn đề. Câu hỏi thứ 6, có bác hỏi em có phải là lan sắp xuống giá bão hòa hay không. Thì nội dung này thì em không thể khẳng định được là có hay không. Tuy nhiên thì em xin trả lời như sau. Thứ nhất thì lan thì chúng ta phải xác định rõ gồm có hai loại. Một loại thuộc về cái nhóm cơ bản để chúng ta thực hiện siêu tầm chơi, gọi là chơi đơn thuần cho vui. Còn một cái vấn đề thứ hai đó là cái mặt hàng cao cấp, đó là chúng ta tạm gọi thuộc cái nhóm hàng va, đúng không ạ? Thì đối với những gì mà giá trị cao thì thường là nó sẽ không ổn định. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều này. Mà đặc biệt nó là thú chơi, cho nên là nó lại càng mất đi cái sự ổn định. Bởi vì thú chơi mà, cho nên nó theo một cái gọi là cái phong trào đó. Cho nên là đã là phong trào thì nó có thời điểm thì chúng ta cần phải nắm được. Còn đối với việc chơi lan đơn thuần thì từ xưa đến nay rồi, thì bao nhiêu năm nay anh em vẫn chơi và cũng chưa ai bỏ đâu. Bởi vì người ta hiểu cái cây lan người ta có, người ta trồng, người ta chăm sóc, nó phát triển và người ta vui theo từng năm. Đó. Tuổi của chúng ta càng cao thì chúng ta lại càng gắn bó với cây lan. Cho nên cái việc mà chúng ta bỏ lan thì là khó. Chỉ có điều rằng là cái giá của sản phẩm thì nó có giữ được hay không. Mà giá của sản phẩm thì nó tập trung vào một cái ngưỡng khác, đó là những cái hàng cao cấp. Có thể thì nó sẽ còn phát triển vài năm nữa là bình thường, và cũng có thể là nó phát triển dài dài hơn, nhưng cũng có thể là năm tới. Cũng khó ai mà nói trước được điều này. Bởi vì nó đơn giản là đối với hàng va, nếu như chỉ dừng lại ở một vài cây thì nó khác, nhưng mà hàng va thì nó thay đổi liên tục. Nay thì có thêm mặt bông này, mai thì có thêm mặt bông kia, rồi là lại có những cái thương vụ lại tiền tỷ tiếp, thì nó lại khuấy đảo cái thị trường. Và người ta thấy rằng là nó không mất đi cái giá trị của nó, có thể nó kéo dài được nhiều hơn. Thì nếu như mà chốt lại thì có thể nói rằng là cái sự bão hòa xuống giá hoặc là lên giá hoặc mất
cái sự ổn định thì nó chỉ tập trung vào hàng va thôi, chứ còn những cái hàng cơ bản đơn giản như những cái cây phi điệp mà chúng ta đầu tư vài chục ngàn một ký, hoặc là vài trăm ngàn, hoặc là 1 triệu, 2 triệu một giỏ to, thì làm sao bão hòa được các bác? Đó, không bão hòa được. Bởi vì cái cây lan để trồng được một cái giỏ lan đẹp thì nó công phu lắm, mà rừng thì càng ngày càng cạn. Đó. Lượng nhân giống thì không đáp ứng đủ cái niềm đam mê của rất nhiều anh em trong cả nước. Số lượng anh em chơi lan ngày càng nhiều, thì đối với những hàng tầm trung thì nó ít khi mà nó xuống giá lắm các bác. Nó chỉ có lên thêm một chút nữa để cho nó phù hợp với những cái anh cả của nó là những cái hàng cao cấp thôi. Chứ còn nếu mà sự bập bênh của giá trị thì chỉ có hàng va thôi các bác. Đấy là cái suy nghĩ cơ bản của em. Còn bác nào mà có những cái ý kiến thì có thể để lại để cho anh em cùng trao đổi, thảo luận với nhau.